Entertainment. Từng ngày đất biển kiên giang lớn lên từng ngày đất biển kiên giang.
đọc và giới thiệu sách về chủ quyền biển đảo Việt Nam với chủ đề Việt Nam đất nước. Tham gia liên hoan lần này, tôi thật tự hào khi giới thiệu chúng tôi là những người con của đất tỉnh Kiên Giang. Tôi tên Nguyễn Thành Tâm, hiện đang phụ trách công tác nghiệp vụ tại Thư viện tỉnh Kiên Giang. Ngoài việc xử lý nghiệp vụ, tôi còn tham gia phục vụ lưu động, trưng bày giới thiệu sách tại cơ quan và các lễ hội lớn tại địa phương. Tôi Nguyễn Thu Trang, hiện tôi đang phụ trách công nghệ thông tin và truyền thông tại Thư viện tỉnh Kiên Giang đã được hơn 13 năm. Thời gian làm việc tại đây, tôi đã được thử sức với nhiều công việc khác nhau. Nhưng đối với tôi, dù thử sức ở bất kỳ công việc nào, thì tôi vẫn luôn nhiệt huyết, cố gắng hết mình với tinh thần trách nhiệm cao. Và tôi xin tự giới thiệu, tôi tên là Vũ Tuyết Trân, hiện là thủ thư phòng đọc thiếu nhi tại Thư viện tỉnh Kiên Giang, nơi lý tưởng cho các bạn độc giả nhí, đọc sách và khám phá thế giới tri thức, với mong muốn mang những kỹ năng mình có được, khích lệ sự đam mê, tìm tòi học hỏi của thế hệ tương lai. Vì thế, mỗi ngày tôi luôn phấn đấu và nỗ lực trong công việc yêu thích của chính mình. Kính thưa quý vị đại biểu, quý đồng nghiệp thân mến, Kiên Giang quê hương tôi là mảnh đất cuối trời phía tây nam của Tổ quốc, được ví như một Việt Nam thu nhỏ bởi nơi đây có rừng xanh, núi cao, biển rộng, sông dài, là miền đất lành được thiên nhiên ưu ái khi hội tụ đủ nhiều danh lam thắng cảnh, di tích lịch sử, văn hóa. Đến với Kiên Giang, bạn sẽ say mê trước vẻ đẹp của thành phố rạch giá, non nước hữu tình của thập cảnh Hà Tiên, rừng quốc gia U Minh Thượng, di tích núi Mo So. Và bạn sẽ ngất ngây trước vẻ đẹp của đảo Ngọc Phú Quốc. Thật tự hào khi đất biển Kiên Giang của chúng tôi có đến 3 thành phố biển, đó là thành phố biển Rạch Giá, thành phố biển Hà Tiên và thành phố biển Phú Quốc. Cùng với sự phát triển của tỉnh, Thư viện tỉnh Kiên Giang chúng tôi đang không ngừng phấn đấu, tích cực hoạt động nhằm nâng cao chất lượng hiệu quả phục vụ, với mong muốn thúc đẩy niềm đam mê của việc đọc sách, phát triển văn hóa đọc trong mọi tầng lớp nhân dân trên địa bàn tỉnh Kiên Giang. Ngoài việc thực hiện tốt công tác phục vụ bạn đọc tại chỗ, việc phục vụ lưu động vẫn đang được nỗ lực triển khai với phương châm sách đi tìm người. Mô hình chuyến xe tri thức đang phát huy hiệu quả và nhận được nhiều tình cảm tốt đẹp từ bạn đọc ở các địa phương trong tỉnh. Không dừng lại ở đó, Thư viện tỉnh Kiên Giang chúng tôi còn luôn quan tâm đến công tác truyền thông qua báo đài, mạng xã hội. Thư viện tỉnh Kiên Giang đã phối hợp với Đài Phát thanh và Truyền hình tỉnh Kiên Giang thực hiện 3 chương trình tạp chí Thư viện, Thư viện truyền thanh và mỗi ngày một quyển sách. Có thể nói 3 chương trình hiện đang là chương trình quen thuộc với độc giả trong và ngoài tỉnh, nhằm góp phần văn hóa, phát triển văn hóa đọc trong cộng đồng, xây dựng điểm hẹn văn hóa tri thức của Thư viện tỉnh Kiên Giang. Kính thưa quý vị, đọc sách và tiếp thu được những kiến thức hay từ quyển sách ta đọc cũng có thể ví như việc đu chai để lấy được những viên ngọc quý. Và để có được những viên ngọc quý giá thì người nuôi chai ở Phú Quốc phải trải qua những quy trình kỹ thuật vô cùng tỉ mỉ. Cũng giống như việc ta muốn có những đứa con trưởng thành và nên người thì chúng ta phải giáo dục và nuôi dưỡng. Và khi con người trở thành những viên ngọc quý giá thì mọi sự nuôi dưỡng và giáo dục đều gắn liền với sách và có liên quan đến thư viện. Chính vì vậy, việc đọc và học là việc vô cùng hữu ích và không bao giờ là quá muộn đối với mỗi chúng ta. Hôm nay, Thư viện tỉnh Kiên Giang chúng tôi đến đây tham dự liên hoan cán bộ Thư viện toàn quốc tuyên truyền phát triển văn hóa đọc và giới thiệu sách về chủ quyền biển đảo Việt Nam với chủ đề Việt Nam đất nước bên bờ sóng. Kính thưa quý vị, Phú Quốc là hòn đảo nằm ở vùng biển phía tây nam của Tổ quốc, là hòn đảo lớn nhất của Việt Nam ta. Phú Quốc có nguồn tài nguyên thiên nhiên đa dạng và phong phú và có tiềm năng phát triển về du lịch. Đây là mảnh đất anh dũng kiên cường đã trải qua các thời kỳ đấu tranh cách mạng, đặc biệt trong những năm kháng chiến chống Mỹ cứu nước. Trong những năm tháng đầy gian khổ ấy, quân và dân huyện đảo Phú Quốc đã đoàn kết một lòng, vượt qua bao khó khăn gian khổ, lập nên bao chiến công, giải phóng quê hương. Để góp phần tuyên truyền và tìm hiểu thêm về quá trình đấu tranh cách mạng của quân và dân huyện đảo Phú Quốc, Thư viện tỉnh Kiên Giang xin trân trọng giới thiệu đến quý vị và bạn đọc quyển ký sự của đại tá nhà báo quân đội Nguyễn Tư Đương, quyển sách có tựa đề Phú Quốc nơi đầu sóng. Kính thưa quý vị và các bạn, với lòng yêu mến dành cho Phú Quốc, nhà báo quân đội Nguyễn Tư Đương đã dành nhiều thời gian và tâm huyết lặn lội đến Phú Quốc, gặp gỡ nhiều nhân chứng, những người đã làm nên lịch sử để ghi lại những chặng đường vẻ vang của Phú Quốc.
quyển sách Phú Quốc nơi đầu sóng dày 380 trang, in trên khổ 21cm do nhà xuất bản Quân đội ấn hành năm 2016. Quyển sách gồm 10 chương nói về quá trình hoạt động cách mạng của quân và dân huyện đảo Phú Quốc và quá trình hoạt động cách mạng của các nhân vật chính có thật ngoài đời như nguyên ủy viên thường vụ huyện ủy Phú Quốc Nam Trì, nguyên phó bí thư huyện ủy Ba Du, nguyên huyện đội phó Tám Nhị. Lật mở những trang đầu của quyển sách chính là chương một với tựa đề Những năm tháng trăn trở. Tác giả Nguyễn Tân Đương đã kể lại vào mùa thu năm 1954, khi ấy Phú Quốc mất hoàn toàn liên lạc với đất liền. Cho đến khi Hiệp định Geneva giành lại hòa bình ở Đông Dương, thì quân và dân nơi đây mới vui mừng và tin rằng hòa bình đã trở lại, không còn chiến tranh nữa. Toàn dân trên đảo đã tổ chức meeting chào mừng thắng lợi của Hiệp định Geneva. Tiếp theo sau đó, chương 2, chương 3, chương 4 là những chương sách kể lại các giai đoạn từ năm 1958 đến năm 1964. Trong những trang sách viết về lịch sử ấy, tác giả đã nhắc đến những tên tuổi của các cán bộ đảng viên như Tư Bông, Hai Nghiêm, Bảy Tấn, Hai Du. Họ là những người làm cách mạng, sẵn sàng đối đầu với quân địch. Cùng khoảng thời gian này, Ngô Đình Diệm ban hành luật 10/59 hết sức tàn bạo, lê máy chém trên toàn miền Nam. Ở Phú Quốc đã có 4 đồng chí hy sinh, trong đó có chị Hồ Thị Nghiêm, bị bọn chúng tra tấn bằng đủ cực hình man rợ. Cái chết của chị Hai Nghiêm đã gây xúc động lớn lao với nhân dân trên đảo, và tấm gương anh hùng của chị còn được truyền tụng bằng thơ ca. Dương tơ già trẻ ai cũng mến thương, tình nhà nợ nước chị vẫn tròn. Nay chị thác rồi tên còn ghi lại, sổ vàng ghi danh. Năm 1961, dân và quân Phú Quốc vô cùng đau xót khi đồng chí Tám Nhị bị bắt và hy sinh. Bọn ác ôn dùng đủ mọi thủ đoạn tra tấn anh, bắt anh đầu hàng và bắt anh phải đọc một bài diễn văn thoá mạ cách mạng mà bọn chúng đã viết sẵn. Thế nhưng, không khuất phục trước sự tra tấn của quân địch, trước loa phát thanh, Tám Nhị đã làm cho bọn ngụy thật sự bất ngờ và hoang mang. Những khẩu hiệu cách mạng được anh hô vang làm cho bọn ngụy bất ngờ và bàng hoàng. Chúng xông vào tra tấn anh, nhưng với niềm tin yêu theo lý tưởng cách mạng, anh đã quên đi mọi đau đớn về thể xác và gọi anh hùng Nguyễn Văn Nhị, tức Tám Nhị, đã hy sinh trong nỗi tiếc thương vô hạn của đồng chí, đồng đội và người dân nơi đây. Những ngày ấy, khắp các nẻo đường ở khu tượng, nơi nào có người ở, nơi đó có lời ca tiếc thương Tám Nhị. Trời u ám nhuộm màu tang tóc, nhớ bạn chi âm ngấn lệ thảm tuôn trào. Bạn Nhị ơi, trước mộ phần người, tôi khẩn nguyện đốt nén nhang, hầu tưởng niệm ơn người ngàn thu yên nghỉ. Và rồi chiến thắng trên khắp chiến trường miền Nam, chiến lược chiến tranh đặc biệt của đế quốc Mỹ thất bại hoàn toàn. Phú Quốc góp phần xứng đáng vào chiến thắng ấy. Lực lượng chính trị và lực lượng vũ trang của ta phối hợp nhịp nhàng liên tục giành chiến thắng. Vùng giải phóng được mở rộng từ Bắc đảo đến khu tượng, Bến Tràm đến xã Dương Tơ. Khu vực phía Đông Bắc kéo dài từ bờ Bắc cho đến bãi Bổn. Vùng bị đập địch tạm kiểm soát chỉ còn khu chợ Dương Đông và khu cây dừa An Thới. Nối tiếp những thành công trong cuộc kháng chiến chống Mỹ cứu nước, quân và dân ta tiếp tục giành thắng lợi trong trận pháo kích vào sân bay vào ngày 9 tháng 11 năm 1964 cho đến trận chống càn kéo dài đến hết tháng 11 năm 1964, làm lực lượng dự bị của địch bị tổn thất nặng nề. Đây là trận đánh thắng tiêu biểu của quân khu miền Tây Nam Bộ thời đó. Các chương tiếp theo, tác giả Nguyễn Tư Đương đã tường thuật lại từng nhân vật, từng diễn biến cụ thể tại Phú Quốc từ ngày 15 tháng 5 năm 1965 cho đến tháng 6 năm 1968. Với niềm tin yêu dành cho cách mạng, các đồng chí Nam Trì, Ba Du, Tám Nhị và các đồng chí khác cùng quân và dân huyện đảo Phú Quốc đã vận chuyển thành công vũ khí từ đất liền ra biển. Kết quả là từ tháng 11 năm 1967 đến tháng 1 năm 1968 đã vận chuyển thành công 14 tấn vũ khí đạn dược. Quý vị và bạn đọc thân mến,
Nhắc đến Phú Quốc, ngoài nhớ đến những bãi biển xinh đẹp thì chắc hẳn còn một nơi mà ai trong chúng ta cũng đều biết, đó là trại giam tù binh chiến tranh Phú Quốc. Trong chiến tranh Đông Dương còn gọi là trại giam Cây Dừa. Trại giam này nằm trên thung lũng khoảng 4.000 m², được rào kín bằng nhiều loại chướng ngại vật. Riêng hàng rào thép gai có chỗ dày hàng trăm mét, gài đủ loại mìn, kìm kẹp thắt chặt đến nỗi con chim, con chuột cũng khó có thể lọt qua được. Ở chương 8, những tù binh vượt ngục, tác giả Nguyễn Tư Đương đã kể lại vào tháng 7 năm 1967. Khi ấy, các anh em binh sĩ trên khắp chiến trường miền Nam được đưa đến trại giam Cây Dừa. Chỉ trong vòng một năm, chúng bắt trên dưới 40.000 người ở trại giam Cây Dừa chịu đựng mọi cực hình gian khổ. Tác giả Nguyễn Tư Đương đã thực tả lại chi tiết những màn tra tấn dã man của bọn ác ôn. Chúng dùng chày cui đập vào các khớp xương, chôn sống khiến người sống thấy vào chậu nước đang sôi, nung dừa đỏ xuyên qua bắp chuối, và còn rất nhiều màn tra tấn dã man không thể tả hết. Trong những năm tháng bị đỏ đầy ấy, các chiến sĩ ta luôn nung nấu cho mình một mơ ước có thể thoát khỏi cảnh ngục tù để trở về chiến đấu cùng đồng đội, giải phóng đất nước và rửa mối hận tại trại giam Cây Dừa. Với lòng căm thù và tinh thần luôn hướng về tự do, đã như ngọn hải đăng soi sáng cho các đồng chí cách mạng tìm ra lối đi đúng đắn để thoát khỏi cảnh đen tối nơi ngục tù. Và thế là trong năm 1968 đã có hàng chục cách vượt ngục khác nhau. Theo sách Trại giam tù binh Phú Quốc từ năm 1967 đến năm 1973 của Trần Văn Kiên, từ năm 1967 đến năm 1972 có 41 vụ vượt ngục, trong đó 16 lần đi lẻ tẻ, 14 lần vượt rào, 4 lần đi bằng đường hầm và 7 lần đánh quân cảnh hải quân. Tất cả những lần vượt ngục ấy tuy quy mô khác nhau nhưng đều mang đặc trưng giống nhau. Các đồng chí cách mạng ấy không biết sợ là gì, bền bỉ, gan dạ, kiên cường, quyết không lùi bước là đỉnh cao tinh nhuệ trong việc vận dụng kỹ thuật và chiến thuật quân sự. Có lẽ đoạn làm người đọc xúc động nhất là đoạn văn tác giả kể lại quá trình vượt ngục gian nan của đồng chí Ba Toản cùng 5 đồng đội. Họ đã đoàn kết, kiên cường, bất chấp mọi hiểm nguy, vượt qua tầng tầng lớp lớp rào cản của quân địch tại trại giam Cây Dừa để có thể tìm về với cách mạng. Giây phút Ba Toản mạnh dạn bước ra khỏi bụi rậm gọi to: "Các đồng chí ơi!" Và nhận được sự giúp đỡ của đội du kích, thật sự đã đưa người đọc đi từ cảm xúc hồi hộp lo lắng đến vui mừng hân hoan. Và rồi các anh em binh sĩ vượt ngục ngày càng nhiều. Tình cảm thấm thiết từ những ngày đầu tiếp xúc và sự chăm sóc của người dân nơi đây đã trở thành ân nghĩa đối với các cán bộ và chiến sĩ đặc công. Ngày 22 tháng 8 năm 1968, phân đội đặc công đầu tiên được thành lập tại khu tượng. Vào tháng 6 năm 1969, phân đội đặc công gồm Hà Long, Ba Quảng, Tư Quang cùng các đồng đội đã chiến thắng trung đội của địch. Chiến thắng Thôn Cây Thông đã gây tiếng vang lớn, nhân dân trong mùng nhiệt liệt đón mừng chiến công rực rỡ. Kính thưa quý vị và các bạn, kết thúc nội dung quyển sách là chương chính với tựa đề Những năm tháng chiến đấu quyết liệt và chương 10 Phú Quốc giải phóng. Đây có lẽ là hai chương sách mang đến cho bạn đọc nhiều niềm vui và nhiều niềm hạnh phúc. Tháng 5 năm 1975, Phú Quốc sạch bóng quân thù, nhân dân trên đảo được sống cuộc đời tự do. Từ các ngã đường của thị trấn, hàng nghìn người kéo về sân bay làm lễ chào mừng toàn đảo, toàn miền Nam hoàn toàn giải phóng. Một rừng người, một rừng cơ sắc chuyển động, tiếng hô vang như sấm. Nước Việt Nam hòa bình độc lập, dân chủ thống nhất muôn năm. Oh,
Quý vị và bạn đọc thân mến, thế hệ chúng ta hôm nay khi đọc và học những quyển sách viết về lịch sử thì mới cảm nhận và thấu hiểu được sự tàn khốc của chiến tranh và giá trị của hòa bình. Chúng ta càng thấm thía được sự hy sinh của ông cha ta là vô kể, máu và nước mắt đã chảy xuống cho chúng ta được sống như ngày hôm nay. Không có sự hy sinh nào là vô nghĩa. Ngày nay, 1067 hài cốt của những chiến sĩ cách mạng kiên cường, những tù nhân cộng sản tại trại giam Cây Dừa đã được tìm thấy và an táng ở nghĩa trang huyện đảo Phú Quốc. Tuy con số đó vẫn còn chưa đủ với những chiến sĩ đã chiến đấu và hy sinh trên mảnh đất này, nhưng hy vọng một ngày không xa, hài cốt của các anh sẽ được tìm thấy và yên nghỉ trọn vẹn trong lòng đất mẹ. Nhằm ghi nhớ lịch sử và công ơn to lớn của các chiến sĩ cách mạng, vào tháng 3 năm 2023 vừa qua, tại khu di tích lịch sử quốc gia đặc biệt trại giam tù binh Phú Quốc đã long trọng tổ chức lễ kỷ niệm 50 năm chiến thắng trở về. Có thể nói lễ kỷ niệm 50 năm chiến thắng trở về có ý nghĩa chính trị và nhân văn sâu sắc, nhằm giúp cho chúng ta luôn ghi nhớ đến công lao to lớn và sự hy sinh thầm lặng của các chiến sĩ ấy. Các chiến sĩ ấy mãi là một biểu tượng của truyền thống chống giặc ngoại xâm và yêu nước của dân tộc Việt Nam anh hùng. Phú Quốc, nơi ghi dấu nhiều sự kiện lịch sử, giờ đây vô cùng phát triển với những bãi biển cát trắng lấp lánh, nước biển xanh sạch, hệ động thực vật phong phú và đa dạng, nhiều lễ hội văn hóa đặc sắc, con người thân thiện đã mang đến cho nơi đây biệt danh đảo Ngọc, quê hương của nước mắm, hạt tiêu và ngọc trai. Cùng với du lịch phát triển đã mang đến cho người dân nơi đây cuộc sống đủ đầy. Những nỗ lực về bảo vệ môi trường, bảo tồn di sản văn hóa ở nơi đây xứng đáng được ghi nhận. Đến với thành phố Phú Quốc, du khách có thể ghé tham quan những địa điểm đẹp và vô cùng nổi tiếng như Hàm Ninh, Suối Đá Vàng, Bãi Dài, Đảo Móng Tay, Thiên đường biển Sánh Ngang Bandis, Vườn thú Vinmer, Safari Phú Quốc hay Rainbow, một thành phố không ngủ. Cùng với sự phát triển của thành phố đảo, các trường học nơi đây được xây dựng khang trang. Tuy nhiên, với điều kiện cách xa đất liền, sách mang đến cho các em còn chưa đủ. Thư viện tỉnh Kiên Giang đã phối hợp với Trung tâm Văn hóa, Thể thao và Truyền thanh Phú Quốc mang sách ra phục vụ cho các em học sinh nơi đây nhằm lan tỏa văn hóa đọc trong các em. Và quý đồng nghiệp, do cách trở về địa lý nên việc đọc sách và tiếp cận với công nghệ đối với các em học sinh ở hải đảo trên địa bàn tỉnh Kiên Giang còn nhiều hạn chế. Nhận thấy được điều đó, bằng sự nỗ lực hết mình, năm 2019, Thư viện tỉnh Kiên Giang được Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch, Vụ Thư viện, Tập đoàn VinGroup và Quỹ Thiện Tâm phối hợp tài trợ xe ô tô thư viện lưu động đa phương tiện mang tên Ánh Sáng Tri Thức, hướng về cơ sở, phục vụ nhân dân vùng đặc biệt khó khăn, vùng sâu, vùng xa và vùng biên giới hải đảo. Phát huy tối đa tiềm lực của xe ô tô thư viện, hàng năm, Thư viện tỉnh Kiên Giang chúng tôi đã phối hợp với Trung tâm Văn hóa, Thể thao và Truyền thanh Phú Quốc tổ chức chuỗi phục vụ lưu động đi đến các trường học, đem nguồn ánh sáng tri thức đến với các em học sinh. Và đó cũng là động lực cho Thư viện tỉnh Kiên Giang lên đường và phục vụ các em không quản ngại khoảng cách địa lý xa xôi. Tính đến nay, Thư viện tỉnh Kiên Giang chúng tôi đã đến phục vụ trên 30 điểm trường ở các hải đảo. Ở các đảo nhỏ, xe ô tô thư viện lưu động không đến được. Thư viện tỉnh Kiên Giang đã phối hợp với Phòng Giáo dục và Đào tạo cũng như Trung tâm Văn hóa, Thể thao và Truyền thanh Phú Quốc
Kiên Hải tổ chức các chuyến phục vụ tại đây. Thư viện đặc biệt ở đây hàng năm còn có tổ chức lễ hội Nghinh Ông. Gian hàng trưng bày giới thiệu sách của thư viện luôn là điểm đến quen thuộc của người dân nơi đây. Thư viện tỉnh Kiên Giang còn phối hợp với trường trung học cơ sở, trung học phổ thông Kiên Hải mang sách đến tặng sách và phục vụ đọc sách cho các em học sinh. Ngoài ra, Thư viện tỉnh Kiên Giang còn đến thăm và giao lưu tặng sách cho Bộ đội Biên phòng, Cảnh sát Biển 4 và vùng 5 Hải quân. Các hoạt động này đã lan tỏa tình yêu và niềm đam mê đọc sách trong cộng đồng xã hội, đặc biệt là người dân vùng biển đảo. Với số lượng sách lớn, nội dung sách phong phú và đa dạng, cùng với viên chức Thư viện tỉnh Kiên Giang nhiệt tình và thân thiện, đã mang hình ảnh Thư viện tỉnh Kiên Giang đến gần hơn với bạn đọc. Bên cạnh việc phục vụ và lan tỏa văn hóa đọc ở vùng sâu, vùng xa, vùng biên giới, hải đảo, Thư viện tỉnh Kiên Giang chúng tôi luôn song song phục vụ tốt tất cả các độc giả đã và đang tìm đến Thư viện để đọc sách, học tập và nghiên cứu. Với mong muốn, Thư viện tỉnh Kiên Giang sẽ luôn là điểm sáng văn hóa đọc của tỉnh, cộng đồng nâng cao tri thức, đất biển Kiên Giang sẽ có nhiều nhân tài và ngày một phát triển hơn. Kiên Giang ngày đốt thay từng ngày, con đường thân quen đang chờ mình đi tới. Xanh mơ mới, bạn bè mong đợi, sức sống mới tràn ngập quê hương. Mong trong tim biết bao tự hào, con đường tương lai đang dần người đôi mới, để bao những mong chờ. Cùng vui
vì để xanh chúng ta giữ gìn. Tiếng sông Tô Giác ra bao la, mang cho ta biết bao tự hào. Biển trời bao la, quê mình ngàn sức sống. Bám giữ biển, đau cùng chung tay. Tiếng sông Tô Giác ra bao la, con tim ta biết tha hòa nhịp. Mang niềm tin yêu, dâng trao cùng con sông. Để biết bao biển quê mình. Phần tham dự liên hoan của Thư viện tỉnh Kiên Giang đến đây là hết. Xin chân thành cảm ơn sự theo dõi của quý vị. Xin chúc cho các vùng biển đảo quê hương Việt Nam luôn trở nên giàu mạnh và phát triển hơn. Biển đảo quê hương Việt Nam luôn là niềm tự hào của người con nước Việt. Và cuối lời xin chúc quý vị thật nhiều sức khỏe và thành công. Chúc liên hoan cán bộ thư viện tuyên truyền toàn quốc phát triển văn hóa đọc và giới thiệu sách về chủ quyền biển đảo Việt Nam với chủ đề entertainment.